Ta kéo xuống ra phòng ấy. Ta kéo ông bảy đi kìa, nó lắc quá kìa. Cả đầu rồi. Ra đi mẹ. Có mẹ thằng Zip bán độ rồi. Trời ơi, tao nghi thằng Zip bán độ lắm. Mẹ Zip bán độ. À, nó kéo ông bảy xuống rồi, nó đứng mấy giờ. Ai kéo xuống coi. Đi mẹ thằng bảy chơi ăn gian này, thằng bảy cố tình ở lại phòng này để đọc chiến thuật này. Xử thua bác bạn đây. Rồi, đấy kìa, đây hấp ra kìa. Rồi, kéo. Từ từ. Rồi, hấp ra rồi. Em xong đi, chết xong đi rồi, chết xong đi. Cảm ơn xin nha, các bạn. Chạy 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 đi mẹ. Đi thấy quân địch thần hờn quá chạy. Ê, nhà mình có người áp ca kìa. Ê, có sao sao, bắt con này, bắt con này. Quay lại, chơi đó, chơi đó. Tôi biết tí. Áp tí. Tôi biết tí được lần. Cứ tao bắt. Ê, tao bị bắt. Ôi. Có một thằng yếu, một thằng yếu. Này. Đi không? Bị đâu, bị đâu. Chạy đâu. Em cái này nè. Cứu em. Rồi chết rồi. Nói cho nghe nè, chấp ca là 7 luôn nè, đó. Tiếp ba rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. 1 7 giọt, 3 giọt, 3 giọt. Quy rồi, cầm bên đi. Rồi rồi. Rồi mọi người xuống đi, mọi người xuống dưới đi, mọi người xuống dưới đi. Kéo ông 7 xuống anh nó bị lát. Kéo xuống. Đá nó xuống giùm em. Trời ơi. Ngoài B này. Chúng ta có thể mẹ. Ngoài B này. Từ đã. Từ bên nào đang ấy. Trời ơi nó đi mẹ. Căng nha. Đây là cái gì anh? Nó swap bên, nó chọn sai. Chọn bên, chọn bên. Có thở quá. Sợ ca. Bò này. Rush đâu đây, rush beat to be, rush be. Không được, spawn này đéo rút be được. Đánh shot đi. Đánh shot phải có smoke rồi, tôi mua smoke kìa. Em ném flash ạ. Shot à, đánh shot à. Ừ. Come on, let's go. Đẩy mid á. Mid có, ngay sát cửa luôn, cửa trái. Rồi đi, cứ đi đi kệ nào. Rồi đánh luôn nhanh lên, hai thằng ở A thôi, chắc một thằng chạy long rồi. Ui, có mẹ bắn vãi lồn thế. Vào bật bom, bật bom, bật bom, bật bom, cứ bom lại ưu tiên bom nữa. Thôi được, được, sót, 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 sót. Muốn béo nha. Tản ra em ơi, tản ra, tản, tản ra. Ui dồi. Ở dưới, người ở dưới. Rồi, từ từ thôi, bắn từ từ. Cảm ơn béo nha, ly cà phê của béo có vẻ hơi bị đắt tiền đấy. Cái dưới á. Rồi, đây. Hay quá. Let's go, we can do this, man. We can do this. Do this, guy. Rất à, rất à, shot à, tiếp không, từ 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 từ, bọn này hay đẩy láo lắm, chia ra bắt người đi. Ừ, đốc qua đẩy láo, bắt đốc đi. Bọn này hay đẩy láo lắm, nó sẽ có một thằng đẩy mid. Ba B, ba B. Thế ba thằng nhảy qua. Pick từ từ ra lo cũng được. Trời ơi, ai block tôi vậy? Em đứng ngay sau anh, sorry anh. Chưa lộ bom nữa sao? Hai em ơi, chết sai một, chết sai một. Trời ơi. Sót đẩy nhanh, sót đẩy nhanh cứu nó, sót đẩy nhanh cứu nó. Từ video. Đâu vậy, đâu anh? Đi bot đi. Trong trong giữa sai, giữa sai, trên thùng giữa sai. Giữa sai. Trời ơi. Mình. Rồi hay mà sai. Ok, 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 ok. Đó. Rồi mất rồi, mất rồi, mất rồi. Mất rồi. Lag á, tự nhiên bị lag á. Tiếp. Ô tự nhiên tụt mẹ 10.000 view này, à 5.000 view này. Đã lồn thế. Lúc nó vừa sập vừa sập á. Độ sập à? Từ lâu tun có gì không, có em đấy? Không, không anh, không. Đẩy A, đẩy A sao? Bom này. Mid rồi, em nhìn. Ai ai đang AFK kìa? Hai thằng shot.
Đó, họ AFK đó, em nhìn mít. Ê, một nha. Bắt từ từ đưa pick người đi nha. Còn thằng nữa. Nó lùi rồi, giữ lại từ. A long một. Đánh sót luôn, Thì sai thùng. Ở đầu mẹ. Ôi, mẹ mì tôm hùm mà béo. Cảm ơn béo nhiều nha. Trời ơi. Rút vì quá nhiều thứ. Anh kêu béo nha. Vào A đi nè. Thì mẹ ông nào dám smoke vậy? Thằng tích yếu, tích ở B yếu, quá yếu rồi. Dốc. Ok. Tích cuối yếu nha. Từ bạn ơi. Ở đâu anh? Ờ, nó bê sang, không biết nó chạy đâu. Nó yếu mà em đổi tạm súng rifle mà bắn cho dễ. Cảm ơn béo nha. Béo ơi, cảm ơn béo nhiều nha. Mẹ run thế. Trên hành lang anh ơi. Hay. Cái chỗ này đoạn này gọi là gì anh? Ram. Ai shot. Ờ, cứ gọi hành lang được. Ai cần drop không? Không. Cái ông nào vừa ném quả súng mốc bóp giá mình nữa luôn. Em anh. Em ném để cho đặt bom anh. Không, đừng ném thế. B này, 2B. Ừ, cái là ném thế đặt bom vậy. Nó cần mình 2B. 2B có ốp. Nó ngay sát đấy. Ừ, ok. Thôi mày bỏ long. Cho anh lên trên cái thùng này xong rồi mày đi. Ném anh quả cái C4 đấy. Ok. Ơ, nó đẩy kìa, Ơ! Địt còn mẹ nó. Hello nó, cẩn thận đẩy mít nha. Em nhìn mít rồi. Hai bóng. Địt còn mẹ, giờ hơi thế. Địt mẹ sao kỹ mẹ mình. Lỗi thế nhở. Hai. Từ đâu, mẹ round này bị lỗi rồi đấy. Địt mẹ. Đâu rồi? Bắn đâu rồi anh? Mít. À mà mít này cầm ốp bắt được đấy. Đi thẳng bên trái. À. Thận sót đầy. Không được là B có ốp này. 20 giây. Đó ốp, xong rồi nếu mà không được thì còn smoke kìa. Phang được B thì phang đi, nhanh đi 10 giây kìa. Nhanh. Ờ. Sai mày. Ốp tập. Ủa. Ném có smoke lỗi thế. lỗi. Thiếu kinh nghiệm. Thoát kinh, ném ăn mượn khẩu lục ấy. Lục gì? Lục gì cũng được. P250 cho anh khẩu P250 đi. Đừng lấy tech không được. Tech khó bắn. Tech này xì đá lắm. Để mít không? Mít 7 á. Có ốp này. Ốp mít này. Sát cửa phải kìa. Sát cửa mít này. Sát cửa có. Thôi đẩy đi mày. Shot có đấy. Vẫn còn người, vẫn còn thằng ốp. Bảy yếu, sát phải yếu. Đập đạn này. Ôi, nó khác nữa. Hai thằng. Bắn thêm rồi, nó chết rồi. Phát kẻ yếu ạ. Đu. Không, hai thằng khác. Thằng Huy lấy Huy Huế. Thật. Bắt đầu bên BL bất lợi. Echo đi. Echo vào nữa đi. Echo. Ờ
quả liều để A phát chiếm Long A. Ôi, có A Long có hai thằng. A Long 2 thì chứng tỏ là ấy đấy. A còn ít. Thằng vừa kê ở đoạn này xong. Sát trái. Mít sát trái. Một thằng cửa mít này. Bên trái. Đúng á, trên A sai đúng á, 2-3 thằng này. Đúng á. B1 với cả một thằng cửa mít nữa. Độ A3 phải. Mít 2, trái phải. Chỗ tỏ B có 1 luôn. Ừ, đúng, B1 luôn. Hai em ơi. Đội quắc của B được á. Kéo được, khó lắm. Một ốp A đấy. 30 giây. Xe. Hai A đi. Hai A đi. Đập hàm mẹ rồi nè. City. Sao? City. Oh. Căng nhà. B là tích này, B tích 2 mid 2 A. Để B đúng không anh? Gần này. Ừ. Sao con này đéo đẹp lắm đâu đấy. Đi kệ đi. Đi được, để B đi. B. Be safe. Let's go my friends. Thôi, đừng ai lém gì cả. Lém flat thôi. Đừng đợi flat. Nhanh anh em. Mấy B zip. 2B. Đi. Wow. Block anh em ơi. Ôi. Bằng căng nhỉ. Mày chơi mày kinh nghiệm chơi lâu năm mà. Không, cái map này chi sai bắn khó mà. Ừ, cái bắn từ từ thôi. Không xếp đi, rồi sau rip big người đi. Big mid đi, mid nó hay hở. Mid mid 7 được. Hai. B được luôn rồi. Hai. Ờ, B được luôn. B luôn, được bom luôn được ấy. Đi con mẹ. Ôi tao thấy đi bẻ cái đầu của ta. Cứ cái có cái tóc của tao đằng trước mặt mày sao ra. Ba cần ném chậm chậm thôi được. Không bắn từ thôi, bắn từ đừng bắn kiểu như nãy thì bắn kiểu nãy mày chết đấy. Bắt mít đi á. Mít op. Để anh bắt thằng mít op cho. Không, mid nó té sang trái rồi. Ok, bắt được. Để nó nhảy sang B á, chắc là tích. Đây Long có đây. Ôi. Yêu, đẩy luôn, đẩy luôn. Hay. Mẹ vào đầu luôn. Em nghĩ có B, có B được đấy, có B được. Mid to B này. Mid 1 thôi. Mid clear, mid clear. Ôm chết rồi anh ơi. Đây clear đúng không? Vâng. Đéo đâu? Con 7 đây. Có 7 triệu.
Số tiếp, số tiếp. Cuối. Trời ơi, không được. Tôi yếu nha. Ôi đi mẹ, nó bắn vãi lồn nhanh thế. Vãi cứt thật. Từ từ thôi, tôi yếu. Thôi bắn từ từ thôi, chắc là nó đẩy rồi, nó đẩy rồi. Nó đâu ấy? Nó xe ô tô, chạy city xuống đi. Chắc xếp rồi. Ừ, lấy xa nhỉ, chắc được. Là xếp rồi. Đi vào nó bắn quả ảo vãi lồn ấy, thì phải nó lách cho phát nó bắn được mình luôn ấy. Để ốp đi. Đây, vứt vứt cho em khẩu gì đó. Đây em. Đây nó là nghe AK đó. Đây là AK này. Nhớ thẳng vào mid nhá. Đỡ phải. B op. Ok, để xử ra pick xem. Nó vẫn ngồi cái thùng đấy. Take it. Kiểu đứa nó kiểu có một đứa ruồng tiền mua op để canh B anh ạ. Đâu tanh canh A với cả mid. Hay lon có nhá. Ê có đấy anh đội. Thấy. Đánh B cũng được. Đánh B mít tôi đi, nhanh nhanh mít tôi đi. Đây, tân chuẩn bị đẩy ra đi. Trong sai B. Ốp. Yếu. Yếu city cuối, yếu lắm à. Ui. Độ cần ốp không? Cứ nhặt đi, nhặt đi. Đi nhặt đi. Rồi, đây. Ồ. Tao chuyển ra đây cho anh để đi pick thằng B. Ok. Ok. Ngó lâu tun nhanh nhá, nhỡ có thì hú nha. Ok. Không thể B, tại vì lên bom. Lâu tun không đã có. Đã tạ rồi anh em ơi. Đang một này. Mít tụi bít tiếp không? Ừ, đẹp đấy. Bít có, cửa bít có bên hướng bên trái. Quang ngồi flash ra một pick. Em không có flash. Flash này. Tao không mua. Sát trái. Ừ, sát trái đấy, mày. Smoke tao city vào xong mới chạy lên nhá. Smoke city đi. Đúng rồi, tao mù rồi. City rồi. Mẹ, để nó bom mù mẹ. Đặc ạ, à, như kia. Nữa. Phải rồi đây. Mẹ nhà nó. Cho lưng. Bê cuối. Nó có ốp ấy, cẩn thận. Đâu nó tun rồi, nó vào tun rồi. Nghe cộp cái thằng hợp. Chưa kịp nói. Quả đấy smoke hơi chậm. Smoke nhanh tí đẹp. Nó mù đặc á. Set up nó flash à. Ờ. Cho xin khẩu súng ấy. Này. Bọn nó có bao giờ ốp mid bao giờ? Không anh ơi. Không. Đâu ấy? Ừ, ai sai. B hai thằng này. Mít ra mít rồi, mít có.
trên city hả? City có op. À, yếu rồi. Mày yếu. Ở đâu? Bê. Đấy, bê. Chết từ đồng đội đấy. Trời ơi. Đi về về toàn dẫn rồi, toàn bị cúng bách lại vậy. Pino vứt lục đi. Cô đi mua nữa. Pino nhiều tiền, vứt được lục. Ừ. Chín để ai đâu anh, để ai đi. Để lục đi, mua đi, mua lục đi. Lục bạc ấy. Lục bạc đi ấy. Đó. Nữa. Đây. Mua đi, flash rồi. Có thằng đẩy à? Có thằng mid kìa. Mid op. Ủa, chấm máu à. Khó rồi. Ủa. Ngốc yếu rồi. Ốc yếu. Địt mẹ nó ngồi cửa. Ủa, một trái, sát trái, mẹ đã hết thật. Sao em không nghe được phốt nhỉ? Nó đứng im sao mà nghe được. Nó đi bộ làm sao mà nghe được. Thì đánh mid 2B dễ nhất tại vì thằng 7 đang tích ở bên đấy. Bỏ đi lo nghe em ơi. Ra mít đi kìa, ai nhìn mít đi. Đẩy rồi. Thằng đét xu ở dưới vừa mà. Mít đi kìa. Trời ơi, địt mẹ. Thì phải B vào được rồi, có mỗi thằng bắn tóe cái máu sao nó không bất tí máu nào nhỉ. Con 7 đang ở B nha. Không hiểu vì sao luôn. Đánh. Gì đó, đét xu mà. Mình kìa thằng ốc bắn ghê quá, ngành team kinh quá. Để mẹ mai cắt tóc cho mát rồi. Được anh. Rất cơ hội mà. Với 7 ấy. Đẩy lên kìa. Định mạnh. Đẩy bất ngờ vãi đái. Thận long nó cũng hay đẩy lắm nha. Tôi lên lấy súng nữa. Mít 1 kìa. Ơ, nữa kìa. Trời ơi. Ra đi em, nó chắc nó biết. Ra ngó mít. Thằng bơi lên này lên. Ôi mẹ, cái khẩu tech 9 bây giờ bắn phế vãi cứt ạ. Đọc đình vãi cứt xa lắm. Ngày xưa mạnh ơi, giờ để xe bá vãi cứt. À, bắt được tích. Thử bắt tích phát. Cửa vít có. Mất tích à, mất tích B này. Rồi, đợi tí nha, chuẩn bị đánh mít 2B này. Từ Vino đánh flash ra đã. Mất 2 này. Đi. Để B đi. 3, ôi ốc, bay luôn. CT, đi bay. B clear đúng không? Vào B. Vào B đi, cứ canh ở trong B đi, để Pino ở lại đây được. Vino nhìn mít đâu, Vino nhìn mít. Nhìn mít, trong sai quân mình rồi, nhìn được gì nữa. Ở đây, nhìn được. Ngồi đấy cũng được. Không đi vào sai, ngồi với team đi. Huy ấy vừa bắn em ở chỗ đoạn long mid thì giao cuối rồi, cái gì nó cũng đẩy đấy, bắn từ từ thôi. Thôi đừng cố đấu em ơi, câu thời gian đi. Chả đừng đấu mà. Em cover rồi, bắn kiểu gì mà hết shot được nhỉ? Mẹ ốc được CTV bắn ốp
mẹ tốp tát vào đầu mình vãi luôn thật. Sợ thật. Vãi. Giữa trận tốt. À. Chẳng cái bảy. Anh Long nha. Tôi đi ai đi mid mua kit nha. Kit này. Thôi đi phải nó lém quá. Hay nha. Nghe từ sót đi vào nha. Vào đây. Có mỗi đất xu à. Luôn. Cảm ơn bướm nha, cảm ơn bướm. Chưa hết trận mà bướm. Đấy. Mày thế mà đéo vào đầu nó biết bắn mẹ mọi người cho nó nhanh thịt mẹ biết đời chứ làm sao nhở. Sao cả. Cam đao bình tĩnh. Cô này cẩn thận này, chiếc ốc này để láo mà. Cơm đào. Ra lo ăn ném hai cổ đét này. Anh không có tiền rồi. Smoke hết vào nha, đừng cho đẩy. Đánh từ từ thôi. Bên tinh sai, city cứ đánh chắc là được mà. B đừng ném gì nữa. Không thấy tiếng A Long. Mít nghe thấy tiếng sót, nhờ báo nhá. Cho bạn nghe tiếng thì bảo nhá. Ok. Nghe tiếng trên đầu em ấy. Vâng, em biết em đấy. Có. Ok. Mít hết rồi. Ok. Ok. Cứ canh chắc đi. Hay nha. Đừng để mất người, phí tiền mua đồ. Ờ, Redvino cũng cái. Bạn yếu nhá, 10 máu thôi, 10 máu thôi. Ok. Cứ hầu đấy đi, em cứ hầu đấy được, bắn phụ được. Ok. Ờ, nhéo qua được. Bên này chúng nó xếp thì chúng nó đéo. Không bắn lắm. Ở bên T-Sai nhớ là chúng nó mà xếp mà thì chúng nó không có tiền nên là chúng nó kiểu đéo, chúng nó đẩy ngu mà xem. Đi mẹ thằng ấy cắm mắt vào tường làm đéo gì vậy? Đi mẹ thằng. Đi về thằng zip AFK rồi. Zip. Thôi xong. Đi nhờ. Gõ lệnh tham ao cái. Tham ao nhờ. Vote này. Thôi vote. Đéo được. Đi mẹ đi connect mẹ rồi. Đấy được này. Ốp pha phôi. Đéo được. Nó tắt rồi. Tắt rồi. Có đường nhỉ? Có đéo được, địt mẹ nhau nhỉ? Server nó đít rồi, nó disable cái đấy rồi. À đây rồi, ok rồi. Đi rồi. Đồ. Đồ. Ngoài nhà. Đồ. Dựa. Hay lắm Zip, địt mẹ thua em mẹ tin được. Lộ mất nha. Mất điện à? Không, con mèo nó đụng vào. Hay lắm con mèo luôn. Khó chịu vãi. Ném mẹ vào nồi sức sôi đi mày. Tao cũng được lắm. Em tin được à? Còn lại chưa? Còn lại. Có ai mua con mèo bán phát này. Ôi khổ quá. Căng rồi. Bây giờ vào game của gì anh? Đi vào thôi, cái trang lúc nãy bấm vào là được. Giết trả bài. Em không tin được. Ồ. Nếu mà cái tiền này mà anh không phải đi cắt tóc anh sẽ mang đi nhậu nha. Cảm ơn bướm nha. Ngon. Và hôm trận nào anh? Đớt à? Em không thấy. Ờ đớt. Đi mẹ mày căng hơn bắn giải nhỉ. Em bắn vào nhưng không thấy anh ơi.
Hình như nó không cho vào sao á. Cảm ơn 30 sai nha. Cảm ơn em nha. Từng sợi tóc đang rút lên. Chưa cắt được 30 sai rồi. Được mình cắt ở dưới nhà, mình cắt đầu cua thì ở đâu chả thế, chỗ nào rẻ thì cắt thôi. Anh ạ, ấn nút nào vào anh? Không có thấy nút play now à? Không có. Mày đăng nhập Steam rồi chưa? Đăng nhập rồi, cái trang web vẫn như cũ. Đâu đâu, mày thử vào này xem nào thì nó ra cái gì nào. Đây. Có cái IP server ấy. Đấy. Connect, ngã xong rồi connect, cách. Chứ mà bà đi ganh. Mày bấm vào đấy thì nó ra cái gì? Nó hiện là... Nó không hiện chữ play. Nó chỉ hiện là... Đây, chụp ảnh cái này. Thử copy cái IP của ốc kìa. Connect, xong rồi. Cho cái connect của... Cho connect vào được mà. Sao tự nhiên lại mua khẩu... ấn connect này. Anh. Ấn connect xem được không? Connect xong là nó gì nhỉ? Quên mất rồi. Ngã connect cách xong rồi IP đấy. IP của ốc đúng không? Sao mình lại mua khẩu 4? đang join vào này, nhưng không biết cái chạy không. Dạ. Được rồi đấy. Dạo này mình thức nhiều. Anh em đi về vừa với sao xong mua nhầm khẩu M4 này, có khẩu P90 dưới này này, không lại phí. Đây để đang zip nó lấy. Chắc mày ấn cái gì F3 hay F4. Còn khẩu P90 này để zip nhầm. Ấn nhầm F4 với cả F1, F2. Để check it. Ủa sao. F3 auto mua M4 á, định mày quay nồi ạ. Ôi xong. Giờ còn 200 đồng rồi nên ăn uống gì. Tưởng bắn mắt này anh độ. Cảm ơn Hỉ nha. Mắt này anh độ tủ mà. Tủ bắn tưởng thế. Anh Inferno, mắt này anh có tủ đâu. Anh Inferno ok. Cố gắng để Inferno để anh độ bắn đâu. Inferno thì canh sai được. Hả? Map nãy KC thì bắn cũng tạm tạm, đất thì bắn bình thường. Đất này đầu kỹ năng chiều. Em không thuộc. Kỹ năng nhiều lắm. Tiêm chơi rất là ít luôn, map đút để chưa để un pau vậy? Chưa. Thằng ấy đã vào đâu? Vào rồi à? Vào rồi. Thấy rồi. Này, là súng này. Đây. Ném cho anh khẩu súng kia cái, ném cho anh khẩu súng kia vào đây cái. Được rồi, zip. Sao tụi FPS lắm. Nhặt kiểu gì vậy? À đây E. Tụt á. Chưa được à? Nó bị lắc lác của gì á. Mẹ, khó chịu con mèo đấy cơ. Rồi, anh thử chạy đi. Từ từ, đi mẹ mày xem FPS mày ok chưa đã. FPS của em thì tại nó ghi là 250 nhưng mà quay nó cái nó có bị gì á? Nó bị giật á, cái màn hình bên cạnh mày đang để cái gì đây? Màn hình em nó không hoạt động. Mày bật cái màn hình bên cạnh đi cho mày nghe nhá, xong mày bật Chrome lên, xong mày vào đúng cái trang Steam Community ấy để nguyên cái màn hình đen của Steam Community bên cạnh đấy mày qua lại xem nó có bị giật nữa không. Vâng. Nếu win map ba bạn Inferno đi anh. Map Inferno là map gì nhỉ? Giải quyết nó map này mày. Đừng để thua 2-0. Cái thua 2-1 thì cạo đầu không có gì là buồn cả, nhưng mà thua 2-0 cạo đầu buồn lắm mày. Hai vấn đề nó hoàn toàn khác nhau đấy. Không thấy khó phân như bò huynh nhỉ, mẹ đang bắn kèo mà bạn khó phân như giờ này nữa đi bán... Tóc tai các kiểu là đi theo kèo này hết. Tùng pussy nha, cảm ơn em. Mày lấy tóc thôi, cảm ơn em nha. Ai, em là cái em nó tưởng tượng cảnh mai tóc anh sẽ như nào. Anh tiếp thì nhìn ra rồi. Funky thì từng cua rồi thì phải. Từng cua rồi. Đó, rồi tóc lại độ rồi. Kèo này là thế luôn khiến cho mình không phải gì. Tôi cua bao giờ nhỉ? Anh á? Ngày xưa anh cạo đầu rồi mà. Người là 40 tuổi lớp 9 rồi. Ôi. Thế khắc lắm. Ngày xưa cạo trắng bốp cơ. Đi mẹ. Ngày hồi đấy mốt pha linh tung mà. Địt mẹ nó lại áo. Nó lại bị địt mẹ là con mèo rồi. Rơi mẹ xuống cơ. Ôi sao. Đây em phải lặp lại.
Cái này hủy rồi, đi mẹ để ngày mai rồi. Mai bán tiếp rồi, lưu chỉ số lại. Để mai bán tiếp rồi. Điên rồi. Bán đi. Mai là bao? Mày đâu đây? Mày đâu đây? Mày có biết là địch mẹ đang đà thắng không, đang hừng hực không? Rồi, đang okay. Đà rồi này. Đang vào lại. Em thấy mẹ tí ra đến giao 15 nếu mà mình thua ấy. Ông chat về team làm đéo như đây hả chứ? Ơ, thế ai đi thế? Chắc chắn. Đây kiểu mất điện dạo anh hiểu không? Tí nữa mất điện chính. Sơn kiểu gì anh? Tê là xong ấn cái gì anh? Tê xong giữ xuống dưới là sơn, chuột trái. À rồi, em thấy không? Thấy không? Ngày mai cạn ở đâu rồi bắn tiếp. Ủa đồ bắn chip này có phải cao được ta? Cảm ơn New Food nha, tiện cạo cả lông nách. Không em ơi, lông nách còn để làm kèo khác em. Còn phải gạ nữa kêu. Thằng Bảy có một bên lông nách đâu nào gạ nó làm nốt đi. Ờ trước thì tại sao mất lông nách mày kìa anh? Chiều nay vừa chơi kèo mà thằng nào đứng cuối phải cạo lông nách xong thì phải nó mới đứng cuối. Nó cạo không anh? Có, mai em phải cạo. Mai cái mai. Ok, ngon rồi. Ôi. Để mẹ thấy nó đứng bên đấy. Được chưa? Ăn bao nha. Rồi, ok. Nhầm. Bay. Bay. Ăn bay. Em ơi, đi cầm khẩu P90 cho. Đây, nhặt khẩu bên này được. Long nha. Nhìn giống khẩu Uzi vậy. Ok. Để cũ nha. Để mẹ tới giờ đép xu rồi. Khó kìa. Đi chạy ai nhắm vào smoke ở cửa tùn đấy. Em. Anh lang có người hai. Anh lang kìa. Hai ba. Bắt vào đây. Bạn về đi. Còn một cuối, còn đất xuống cuối chứ sai. Đó là bom. Đừng để đặt. Đừng để bom. Ô. Trời ơi. Ghê vậy. Còn mình đã xuống rồi. Rồi gỡ đi, thằng Huy đều biết đâu rồi. Bởi vì sót, ai sót. Gỡ đi, phải không? Chị chết. Rồi, cầm sóc lọ ạ. Thì bọn mua luôn ạ. Vãi sao? Đúng phát mồm mình. Được rồi, cầm tặng này được rồi. À? Đây. Ok bạn. Cứ nết long đi zip. Anh ngỏ sót cho, mày đừng ngỏ long nha. Ok. Ơ, okay. Ngon này. Cái gì ngon? Bắt tao thì gọi này. Bóng mít này. Đồ ăn quả flash mẹ trắng phớ, sao nhìn thấy cái gì ạ? Cứ nhìn mít đi, nhìn mít đi. B này. B. Ủa. Trời ơi, xếp em ơi. Bỏ đi. Cắn chắc đi. Ở dưới nha anh, ngỏ long nha. P90 ngồi rồi cái gì hiểu. Bino chắc biết cách thấy flash qua đi đúng không? Ừ, bạn biết. Okay. Chắc phải em vào smoke đúng không? Quả vừa xong mẹ. Bất ngờ á. Ừ, ok. Còn Lê Tuấn Anh nhá, thì mình phát gọi thằng mắt siêu nhỉ. Cảm ơn em nha. Em chưa biết em ơi. Đang giận nhưng mà cái tình hình này không biết được.
rất hay là mẹ city sai là tin sai vậy, sai đúng không? City sai. Này Pino này. Ok. Nhiều tiền rồi anh. Sợ đánh mít tôi bị tiếp á. Cái thùng này nó đụng qua đúng không ạ? B rất đây rồi. Em thứ hai rồi, thứ hai rồi. Yếu lắm rồi. Từ từ bị đâu từ từ. Nó băng lửa. Ô tô một xe một xe một. Hai. Rồi. Cái xuống. Rồi. Cố bé, hai nhặt ốp. Mẹ bọn này gấu thật băng lửa mẹ rất bê. Ghê lắm này. Nó đặt được quả bom là mẹ ngon rồi, có tiền rồi đấy. Rồi bắn chiến thuật vãi cứt tít mẹ mày. Smoke. Flash các kiểu. Mình cho quả lửa vào đấy mà thế. Đưa cho em một súng. Ê, A long kìa. Hành lang hai người. Chắc có đánh A shot như ra đấy. Tôi sửa mốc lại kìa. Hành lang 2, 2 đến 3 anh ơi. Đấy, tiếng A long chưa? Bà đây, mid này, cẩn thận mid này. Mid mấy thằng này. Cẩn thận flash nha. Đang big mid này. Vẫn đang mid. Ốp. Đợi mid to B á. Cứ định đánh B lại tiếp hay sao ấy? Cứ từ từ ấy, hold đi. Đúng nó hold ở hành lang ạ. Rồi, hành lang tiếp. Hành lang vẫn còn. Nó đánh shot anh la hay sao? Như đánh B phạt kia. B có này, tool này. B back. Rồi back rồi. Sao đánh bắt dễ đấy anh. Nó ốp mà. Mít một. Chết. Từ từ. Đợi tao móc còn tiếp. Flash đấy. Đợi tao móc còn tiếp. Bên trái em ấy. Xe. Xe đâu. Rồi xe một. Ở đây xe. Đấy. Hai em ơi. Gọi đi em. Gọi đi. Bom của em đây. Ai... Đổ kìa cho... Pino tay. Anh em cho, AK này. Được. Cần đâu anh? Thôi. Anh cầm AK, sấy ở rugby. Con kia lúc mà anh ném B hết hết smoke thì mày đệm cho anh quả nữa vào. Ok. Thế Vino có smoke của Vino không? Ném smoke đi. Ném sát cửa. Ném cửa đi. Đấy, đợi. Mít có. Từ từ em. Vãi luôn. Đợi quả smoke của anh hết đã thì mới lại vào. Anh tưởng em lúc đầu rồi, thường em lúc đầu mà. Phí mẹ quả smoke. Thoát có tiếng không Vin không? Có anh ơi, có rồi. Có một thằng ở hôn ở cửa bit này, sau cửa bit luôn. Rồi hạ thằng hành lang nữa. Hay là có một. Ok. Ôi tích sắt. Tích còn à. Ôi đồng quá. Ê lo có một này cẩn thận. Cái đít còn ôi. Nó bắn vãi lồn thế. Đâu phải, phải. Căng vãi lồn đấy. Thằng Huy chắc nó sẽ đẩy theo đấy. Anh bắt sau được. Thằng ở shot này giết được nó gỡ bom luôn có kit.
Ờ gỡ luôn, gỡ luôn, gỡ 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 gỡ. Bom lồn. Bom trái mà. Hay. Hay. Trời ơi, kinh cái. Được đấy ông ơi. Được đấy cái. Hay ghê. Thấy là tao thắng ra. Nghe đâu rồi. Căng quá. Rồi. Video cho bạn một súng. Hả? Súng á? Ừ. Lấy gì? 42, 42 là súng. Đó, 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 đó. Đây, 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 đây. Mẹ mày bắn, mẹ mày căng hơn đấu giải thật. Đi mẹ vì... Ủa ơi, vì mái tóc này. Bấy báo bạn 66, con 66. Hành lang 3 anh ơi. Ok. Cộng mít, hành lang 3 cộng mít. B có này, tun rồi. Bên bom B à. B 2 tun rồi. Mít có. Mít bot. Yếu B. Tun, một tun. Mít bom bom B. Ui giời. Ôi, mẹ nó bắn vãi lồn thế nhỉ? Ừ. Đi mẹ. Căng vậy. Bắn nhà thì đéo ai chơi được nó. Hai viên hai đầu luôn địt mẹ. Nó tạt à. Nó ke sẵn rồi, ông chỉ cần drop đi Pino. Qua nó bắn. Pino. Yeah. Súng cho súng tiếp được. Top. À này. UMP hay là gì đấy, bắn cho súng tốt cả team. Chỉ có nhìn tiền team tí. Đây còn thừa một khẩu súng ở bên dưới này. Ơi, bộ sư nhặt M4 mà. Anh nhặt rồi, còn một khẩu nữa. Thừa một khẩu rồi. B này, B. Okay. Từ từ. Nó back về rồi, anh nắm còn được. Thằng Huê bắt kích vậy. Trong tool nhiều ấy. Mít này, mít đông này. Mít 3, mít 4. Đây. Ờ, hay lắm. Bom rơi kìa. Yếu. Phải lốt, okay, phải lốt. Để có bom, bom rơi rồi. Ok, còn mỗi người về đâu đi bẹt được người. Trong tool. Huê đang bật tool đấy ngay, cẩn thận. Em nói lái luôn là Huế bật tun bắn lái người viên mồm ạ. Cảm ơn Phương em nhá, cảm ơn Phương Thanh nha, cảm ơn em nha. Quên mất bảo thuê lại em lâu lắm. Hôm trước anh bảo anh định thuê lại em thì em lại offline nhưng mà thôi xin lỗi em đã tập trung trận đầu tí. Cảm ơn em nha. Cái gì mẹ lại nữa rồi. Ôi yếu. Một viên. Ôi thằng lồn này sao nó bắn khiếp thế nhở? Hôm nay tự nhiên bắn kinh vậy, bình thường bắn nó bình thường mà. Táp. Hay là nó để thằng khác bắn nhở? Chịu. Thật đấy, đi mẹ. Căng vãi. Nó bắn vãi lồn ý. B. Rớt rồi. Còn rớt à? Rồi bom rơi kìa. Trong tool đông. Nó back ở đấy. Nhớ là từ mà. Ừ. Ôi ấy hay là beat lắm gì ạ? Trong tool chuẩn bị ra này. Ngon rồi, 15 rồi. Đi bên phải, bên phải. Phải. Trong phải. Cái thủ ấy. Lê kìa, trái. Yếu. Ôi. Lỗi quá. Yếu đi. Từ nha, thằng để đặt bom ấy.
sợ nó ra chủ động pick đấy. Ôi, vừa đi bắn. Mẹ đang đi bắn toàn tình huống như này đi mẹ. Bởi vì bắn là có thật. Vãi sợi. Vãi sợi, mẹ đang đi bắn. Vừa đi bắn là đớp, đớp. Không được, cái mà không vừa đi bắn kiểu đấy được đâu. Lạc lắm. Tập một lệch, lệch lắm. Này, xuống đây, đây, đây. Đây, đây, đây. Đây, đây, đây. Lấy chưa? Rồi, lấy rồi. Đếm vào. Ok. Biết có. Trong tool có một này. Deploying flashbang. B là B, B. Chưa bom đâu đúng không? Chưa để bom đâu đúng không? Chưa. Mít đi. Mít rồi, mít hết rồi. Mít cuối, xong rồi. Mít cuối yếu. Này. Giờ sẽ là mẹ nhìn chúng nó cạo đầu hay là mình cạo đầu đây? Đi mẹ. Biết nửa cái thôi. Bây giờ Inferno thì mẹ còn bao nhiêu thằng biết bắn map đấy nào? Inferno là map gì anh? Map mới chọn được kích có đấy. Rồi ok, đi mẹ thế chỉ có mỗi Pino thôi, lại như trận đầu. Ok, bắn cẩn thận nha. Map được kích có nhưng mà map đây thế thì cho Pino canh B hợp lý hơn đấy, có một cái đường thôi canh dễ hơn.